Khai thị vong linh của trần thế là tro dấu bề, họp rủi tan như thế gió mây, bất thường biến chuyển vẫn xoay. Hôm qua còn đó mà nay đâu rồi, bởi mạng sống tất nơi yêu ớt, kiếp nhân sinh toàn một giấc mơ, trăm năm thay đổi vạn cờ, sấm vang chớp giật tựa hồ chiêm bao. Vong linh ơi, trần lao nghiệp chướng, lò oan khiên thiêu nướng con người, luân hồi sanh tử không thôi, xuống lên ba cõi say mê sau đường. Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn, thuở thai nhi đến mạn cuộc đời, mấy người sống vẹn yên vui giữa vòng trần thế, chơi với biển sâu. Dù là kẻ sáng giàu quyền tước hay nghèo nàn mạt nhược như nhau, đều cùng chung một nỗi đau vì duyên vì nợ xiết bao buộc ràng. Nơi đã vậy thở than chẳng được, bởi gieo nhân nghiệp trước vọng tình, trót mê tài sắc lời danh, lu mờ tâm trí và đùa tranh hận thù, nên ngàn ghẻ ập lũ bu không dứt, bả vinh hoa nô nước bước vào, mặc cơn sóng dậy ba đào, ôm mùi phú quý lộn nhào từ sinh. Vong linh ơi, cái thân còn mất thì có gì bền chắc mà ham. Rõ ràng một việc cõi trần chết rồi tay chẳng có mang được gì. Bây giờ đây hãy suy nghĩ lại, quyết vượt qua cửa ải trầm luân, một lòng theo Phật tu thân rèn tâm sửa thân, lần lần thoát ra. Cõi ta bà chỉ là quan trò, chúng sanh là lữ khách bộ hành, theo dòng sanh tử luẩn quanh, bỏ quên xứ sở an thân niết bàn. Vong linh ơi, nay nhân duyên mạng thì xin đừng ngao ngán đường về, dù trải bao cảnh khiếp ghê, dù bao đe dọa bốn bề hang sâu, xả tâm tưởng gom thâu từ trước, diệt tham sân si bước lỡ lầm, chuyển lòng niệm Phật định tâm, quê hương cực lạc vững chân đường về. Vong linh ơi, xa rời luyến tiếc
cái giả thân tài vật giả định, đừng gây thêm khổ cho mình vì âm dương đã chỉa hình cách xa. Hay gấp niệm Di Đà Phật hiệu, định tâm thân quán chiếu đừng quên. Bồ đề quả Phật quyết lìa lên, an vui vĩnh kiếp giác tâm tròn đầy. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.